Hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình. Là mình đây, thuộc từ đường phố đây giống người nha. Xin chào tất cả anh em game hải tạo đại chiến nha, mình đây thuộc từ đường phố đây giống các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước khi vào video thì chúng em xem video vui vẻ của like, share, đăng ký kênh, nó kéo phải mình xin rất nhiều ạ. Và quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi điểm qua sự kiện mới anh em. Và sau đó thì săn cốt hốt quà của tướng dâu đen mới ra mắt anh em. Đó, thì không biết là sẽ có quà cốt gì ngon đây anh em. Nói chung thì chúng ta giờ chỉ biết ngồi hóng và đi săn thôi anh em. Nói chung tướng mới ra mắt, sự kiện lần này mình phải nói thật là một cái sự kiện, phải nói là Lamy đầu tư, phải nói là thay đổi hoàn toàn mọi thứ anh em. Đầu tiên phải nói nhắc đến cái đặc quyền, nó là đặc quyền VIP này các bạn này. Đây anh em, chúng ta đã có lần trước là lên VIP 15 là pool thôi anh em. Thì bây giờ Lamy mới mở thêm cho chúng ta lên VIP 16, 17 và 18 các bạn nha. Thấy mấy cái mắc full VIP rồi đấy anh em, nhưng mà cũng căng thật, nhưng mà thôi chúng ta cũng cứ từ từ thôi. Với VIP 18 thì anh em sẽ sở hữu được một mũ của xanh anh em. Đó, gây thêm 45 tốc, cái này như nâng lên là full là 99 tốc này, 50 lậu và bao nhiêu phần trăm biến chống mình quên rồi. Hôm nay có mấy bác sâu rồi, mấy bác nạp mình được lên mấy bác nạp rồi đây. Cái thứ hai là cửa hàng anh em, đây cửa hàng chúng ta có cập nhật thêm đồ mới ở bên shop đây anh em này, đại hải tặc. Mình nói thật, trời ơi, mình vừa qua mua nạc mới mà mình cảm thấy hơi lãng phí tí nghe, bởi vì ạc cú bây giờ ở ạc cú mình cày cũng còn ngon chán các bạn ạ. Trời ơi, mua được đống này về giờ cày ạc cú ngon luôn á. Thôi anh em mới mở thì cũng mua luôn, nã nước làm nhẹ trong shop phát đấy. Nhưng bây giờ anh em bây giờ này càng cần nhiều đây, cái này dương này ngon này các bạn này, 300 dương này còn dương tự chọn luôn nhá. Đấy, dương tự chọn hệ nhá, chứ không phải là dương ấy đâu. 600 dương này cũng là 600 dương tự chọn luôn anh em. Đấy, 200 cái này, trời ơi, toàn đồ ngon anh em, 1 mét này. Giờ mình chỉ một lần mở lem hết shop xương xương cho là biết hết bao nhiêu anh em. Rồi, bữa nay mình là 1.500 thôi anh em, gần 700. Nốt luôn cái này một lần này anh em, nốt luôn. Một lần gần hết 1k anh em, gần hết 1k trái quỷ. Bây giờ trong 1 tháng bây giờ khỏi cày căng lắm ấy các bạn nha. Nói chung bù lại thì anh em cũng được khá là ngon. Đấy, bây giờ mình đang tính mình sẽ đẩy mi hoắc lên 300 sách là cũng đẩy được anh Hạ, anh Mỹ Hạo lên tí rồi, nhưng mà thôi mình tính thôi, cứ để mai anh em, mai ra dâu đen rồi tính tiếp anh em ạ. Thôi giờ chúng ta đi điểm qua sự kiện quà của dâu đen anh em nhé. Ok, đầu tiên thì ngày hôm nay thì mình nói luôn ngày hôm nay, bởi vì video này mình buổi buổi sáng mà sổ tay đại trình đã mở này anh em này, các bạn tranh thủ đi bắt đầu lại làm tiếp tục sổ tay đại trình nhá. Xong tiếp đến thì chuỗi sự kiện từ mình sẽ điểm qua chuỗi sự kiện sau anh em. Chúng ta sẽ đi điểm qua giới thiệu tướng mới anh em, săn cốt hốt quà của dâu đen. Chúng ta lại có một cái sự kiện online share để lại comment và tăng thêm hai người bạn chờ ngày nhận quà anh em. Đó thì các bạn cho có ba mốc anh em. Mốc cao nhất là 1.000 lượt like và 30 lượt share sẽ nhận về được 2k kim cương, 10 dương dép Luffy, 10 dương hải tặc, 20 thùng bia và 30 danh SS anh em. Nói chung là ngon. Nói chung là Lamy tặng quà làm sự kiện khá là ok, các bạn mình khá là thích các sự kiện hiện giờ của Lamy anh em, live share này. Sau đó thì anh em comment và tăng hai người bạn, thực hiện thì mình comment mình tăng sau anh em. Giờ chúng ta đi điểm qua sự kiện anh em nhé. Ok, đây mình sẽ cùng các bạn đi phân tích cái sự kiện mới ra mắt này. Có một số anh em ý kiến khá là nhiều ở mình thấy trên group các kiểu. Mình với ý kiến cá nhân thì mình đã xem qua cái sự kiện này rồi anh em. Mình thấy đây là một sự kiện Nami mở ra vô cùng lớn lao luôn. Nói chung là mình thì lần này vừa mới làm con ạc này về rồi, nên thành ra là hơi túng thiếu đi. Nhưng mà nếu mà đặt sự kiện này mà anh em có vốn nhá, mình nghĩ sự kiện lần này là xứng đáng để anh em chơi, bỏ tiền vào rất xứng đáng thật sự luôn. Một cái sự kiện mà gần như là thay vì mỗi lần anh em nạp vào chỉ được chơi một cái, thì bây giờ Nami tổng hợp lại một lần để anh em chơi luôn. Chúng ta có sự kiện mừng ra mắt dâu đen thì các bạn biết rồi, đây là gói nạp thì anh em biết rồi, tuần nào cũng thế thôi anh em. Đấy rồi đó, thì anh em nạp vào 250k thì các bạn sẽ hiểu chơi được một cháu dâu đen kèm theo ít quà thùng bia với cả cốc bia vàng. Tiếp theo anh em chúng ta có shop hồn shop hải hồn anh em nhá. Đấy, shop hải hồn một cái này thì này như là anh em di chép tướng à. Các bạn di chép tướng là có. Tiếp tục anh em lại có shop hoặc thuốc hoán đổi anh em. Đó, thấy không? Hai cái sự kiện để anh em có thể nhận thêm food rồi các thứ để nâng cấp tướng anh em. Đó giờ Lamy đầu tư sự kiện cơ đấy mà anh em. Rồi shop dép Luffy. Cái này thì chắc là chúng ta cũng quen dần rồi anh em ạ. Mấy cái này quen quen rồi. Rồi chúng ta có lễ hội trang bị này. Nhắc cái vụ lễ hội trang bị này mình đang băn khoăn là mình không biết là mình có lên tiêu hết kim cương hay không các bạn ạ. Nhưng mình nghĩ mình sẽ để lại 20k kim cương để ngày mai có khả năng mình sẽ đổi cho Sapo đấy, một bộ đồ anh em, mình sẽ đổi cho Sapo. Đấy. Vì bố cháu ấy mình cũng đang phân vân biết là Sapo hay bố giả, nhưng mình nghĩ sẽ Sapo chứ anh em. Xong đến triệu tập hải tặc,
Đấy, sự kiện triệu tập hải tặc thì chúng ta lại các bạn nhìn không, sự kiện dày không anh em, các bạn nhìn thấy sự kiện dày chưa, mà nhiều anh em nông dân bảo là thế này thì anh em nông dân sống sao, dày nhìn ngon chứ. Rồi sự kiện kho báu 1B đấy, lại nhận rồi lại đi kho báu đấy anh em, quá ngon luôn. Nhưng mà không biết là lần này sẽ tướng nào đây, tự xem nào, có hai phần thưởng điểm danh đà rực rỡ và ấy anh em, nó không ghi rõ là hai tướng gì, thôi cái này để mai cập nhật sự kiện mới thì mới biết được anh em. Tiếp theo là sự kiện kim tự tháp 1B. Cái này chắc chắn anh em quen rồi không? Nhưng mà lần này Nami cho bảo vật lên khá là ngon. Ở đây có một số bảo vật khá là ok anh em, như cái bảo vật đây này. Đây. Đó. Ngày mai mình sẽ kiếm thêm hai món bảo vật mới anh em. Bằng mọi giá sẽ kiếm thêm hai món bảo vật mới ở sự kiện lần này. Đấy, kiếm thêm một cái đao nữa cho Dofi này. Dofi mình thiếu đao anh em, kiếm một cái đao cho Dofi. Xong để cái kiếm thu thủy qua cho thằng Sapo. Xong rồi kiếm thêm một món nữa cho cháu dâu đen anh em. Đấy, cơ bản vậy thôi, mai là sắm một cái đao với cả kiếm một món cho dâu đen anh em. Tiếp tục trong đến chúng ta có thu thập nhân phẩm. À, thu thập nhân phẩm này anh em biết rồi, cái này chắc không phải quảng cáo anh em biết rồi. Truy lá anh em nhá, có bố già rồi dâu đen rồi vài tương nữa, không rõ lắm nhưng mà xem thêm vài nữa anh em. Thức tỉnh dâu đen này. Rồi đăng nhập mỗi ngày. Đây chiêu mộ đặc biệt anh em. Đây chiêu mộ đặc biệt lại mốc 150 thì sẽ được một cháu nữa. Nói chung là ngon. Rồi chiêu mộ hải tặc. Đây đây anh em. Ở đây thì Nami có cập nhật thêm là số vòng 4 là sẽ là 350 điểm. Cho vòng này thì rất là nhiều anh em bảo là thế này thì nông dân sống sao, nhưng mình thấy khá là ok mà anh em nhìn này. Đấy, trước chúng ta là chỉ 200 thùng. Biết là như này thì cái việc anh em ăn full sự kiện nó hơi khó, nhưng mà bây giờ thêm mốc này thì cũng khá ok. 2 phút SS luôn mà anh em. 2 phút SS L1 và 1 phút SS LV2. Khá là ngon. Lần kiếm sĩ lần chưa, kiếm sĩ cũng chưa lần anh em, xạ thủ chưa lần,
mấy lần có chỉ huy này, chỉ huy mới đấu sĩ anh em, mấy lần có chỉ huy mới đấu sĩ thôi. Giờ chắc nâng cho Sapo tí anh em, vì Sapo đã trận nhiều, tỷ lệ hòa đá này, đầu tiên phải ngăn cái tỷ lệ hòa đá. Nói chung bây giờ trăm điểm này bây giờ lâng nó cũng, mình nói thật với các bạn nhẹ như không à. Mấy anh em thấy sao, cho mình thấy nâng mấy cái này giờ nó cũng nhẹ như không à. Bây giờ là phải ngăn từ chỉ huy anh em, ngày mai dâu đen ra mắt rồi, phải ngăn từ chỉ huy, ui cho hết điểm luôn rồi. Vuốt sương sương cái hết điểm rồi anh em. Đã, và ngâm cứu cái vụ này tiếp anh em. Đây. Giờ mình sẽ test thử, bây giờ đi theo tem này anh em này, bây giờ đi theo tem hai cà rốt các bạn nha. Rồi, cà rốt đâu, cà rốt một cháo, mình nhớ hàng này có hai cà rốt mà, cháo hai chắc tiếp thế này. Đây rồi anh em, đây chơi quả hai cà rốt rồi. Mỹ Hạ và Sapo ra trận, cố gắng qua cái này để lên top tí anh em. Rồi hóa đá được cũng được xương xương rồi anh em đấy. Ui, bay màu nhanh quá, thế này cũng chưa ăn được các bạn ạ. Đi kiểu đấy này cũng không ăn được. Bây giờ thì Mỹ Hạo Đô Phi xem. Đô Phi thì em cầm hai Robin đi hợp lý hơn anh em. Đó, cầm hai Robin đi hợp lý hơn. Căng đấy nhở, đánh cái map này căng đấy. Anh em nào có tem nào hay hay đi qua được cái map này không, chỉ mình cái. Đó, bạn nào có tem nào hay hay đi qua được cái map này thì xin phát. Đô Phi bộ cỡ đấy. Không, nhưng mà đô đô phi mình là do nó thiếu, mang đồ nó mang đồ hơi sai anh em, ngày mai mang đồ lại có khi đồ chuẩn đánh ok hơn, chứ con này mang đồ nó lệch quá. Ok, nói chung thì điểm qua sương sương vậy thôi anh em, nhớ tham gia sự kiện để chắc tới anh em cùng nhau nhận quà săn cốt hốt quà của được dâu đen anh em nhé. Ok, còn video sáng nay thì mình xin phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp mọi người ở kênh theo, cảm ơn anh em đã theo video kênh từ từ đường phố rất nhiều. Giờ thì bye bye, xin chào và tạm biệt, hẹn gặp mọi người ở clip theo nha, bye bye.